quay lại không? Nó có ý bùa luôn rồi. Nó có thằng em kế nó đó, là hồi đó nó chết rồi đó. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Và phía sau đây là một có một cái ngôi nhà chứa hàng trăm hàng ngàn ngôi tượng ông Địa, ông Thần Tài cũng như là tất cả các tượng Phật. Và đặc biệt thì trong ngôi nhà này khá là kỳ lạ khi các bức tượng này được một cái chú đó chăm sóc nuôi mỗi hàng ngày. Và việc mà có những cái bức tượng ở trong ngôi nhà này cũng là một điều khá là đặc biệt mà hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị cùng xem. Đồng hành trình hôm nay thì có em Phong Bụi với lại em Nhân Chứng đi xuống đây cùng với Bùi Hồ. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của chú, đồng thời là vì sao lại có những cái tượng Phật như thế như cô bác quý anh chị. Đây là một cái nhà giống như là bỏ hoang, xây rất là tạm bợ như này nè. Ồ, đây là một cái ngôi nhà của chú nè. Ở trên này thì được niền bởi những cái dây nè. Có lẽ là những cái tấm tôn tạm bợ như thế này có thể là bay bất cứ lúc nào, nên chú sẽ niền lại bởi những cái dây để cho gàn lại, cho nó tránh cái tình trạng mà gió lớn nó sẽ tróc lên. Bên đây nè, mình chẳng khác nào nếu như mà đi qua mà không để ý kỹ thì cô bác quý anh chị cũng có thể nhận thấy rằng đây chẳng khác nào là một cái căn nhà bị bỏ hoang à. Nhưng bên trong cái căn nhà này là một người chú đang sinh sống với một cái nghề mà theo Bùi Hồ biết được đó là chú sinh sống với cái nghề bán vé số. Hàng ngày thì chú nhặt những cái tượng ông Địa, ông Thần Tài và cả những cái bức tranh, những cái bựa tượng Phật mà người ta vứt ven đường hoặc là trong ngôi miếu để chú đem về đây thờ cúng. Việc mà các bức tượng như thế này cũng như là các bức tranh như thế này á, thì mọi người có thể thấy ở trong những cái ngôi miếu. Nhưng mà trong một cái căn nhà mục nát như thế này nè, chú lại có rất là nhiều cái bức tượng và kể cả những cái ụ mối như thế này thì chú lại gắn lên những cái bức tượng Phật nè. Mọi người nhìn thấy có vẻ là khá là tâm linh ha. Đây nè, những cái bức tượng nó lại bị không còn nguyên như thế này nữa nè, vỡ hết thì chú đều để ở đây và thờ cúng ở chỗ này. Ở trong cái ngôi nhà này thì chú có trải một cái tấm bạt và chú ngủ ở đây nè. Kể cả tượng Quan Công đồ luôn nè, những cái bức hình của Quan Công, quan mẹ quan âm. Ôi, nhà của chú thì không có cửa nẻo gì hết trơn, giống như là đang xây gian dở nha. Ở bên đây là một cái cột, nhìn kìa, trời ơi, nếu như mà cái này gió lớn chắc nghĩ là không dám ở chỗ này đâu. Bên kia bức tường này nó xé luôn kìa. Thậm chí là xung quanh nhà chú lại treo những cái hình ảnh của các tượng Phật như thế này. Bây giờ mình sẽ đi qua đây thử xem nha. Một lùm cây. Ở đây có rất là nhiều ụ mối và những cái bức tranh, bức hình thờ Thổ Địa Thần Tài nè. Có bao giờ em gặp một cái ngôi nhà nhỏ như thế này mà lại nhiều bức tượng như thế này không Nhân? Chưa anh, em chưa thấy. Ôi trời, tượng thì trong những ngôi đình miếu cũng có, nhưng mà người ta chỉ gom về tầm vài chục trăm tượng là cùng. Những người mà ta bỏ đi chỉ gom vào những ngôi miếu. Còn đây là nhà chứ không phải miếu. Nhà hình như là mới đốt nhang ở đây nè. Cô mới về đó nó thờ. Ảnh trạng thái thần kinh ảnh bình thường không? Nó cái kiểu như cũng bình thường à, chứ không có gì đó. Nhưng mà điều có một cái là nó đi vậy đó, chứ còn ở nhà nó bệnh, nó đi ở vậy đó, chứ còn về nhà nó bệnh.
Có vợ con gì không chú? Không. Nó, theo nó nói thì nó nói là nó có thằng em kế nó đó, là hồi đó nó chết rồi cái theo kiểu theo nó ứng hành vậy đó, là không cho nó về nhà, cứ đi vậy đó, đi vậy ở vậy là còn khỏe mà về nhà là bệnh. Trời, em ruột hả chú? Em ruột. Còn cái nhà đó là nhà của ai chú? Nhà của người ta hồi trước đó, nhà đó ở đó, rồi sau này ta mua nhà ở bên Bình Dương á, ta về bển ta ở rồi. Vậy là nhà này không phải của ảnh? Không. Ta, nhà ta bỏ hoang rồi nó vô nó ở. À, chủ yếu là nhà hoang thôi ha. Anh này anh vô ở rồi anh đi đâu anh lượm đường vật đem về, giống như bị em đi theo vậy ha. Chứ người ta kiểu như người ta thờ, ta thay á, ta lấy cái ta mua cái mới rồi giờ cái cũ ta để đó, nó vô về nó thờ, nó xin hết rồi nó về nó thờ. Còn đấy quá trời nhiều tượng luôn à. Ờ, có người ta đến ta thỉnh về ta thờ nữa đó, nhiều lắm, nhiều người là người ta thỉnh về ta thờ lắm. Nhưng mà có thường cầu cơ sinh số rồi không chú? Có ai lại cầu cơ sinh số luôn? Thấy ta cũng vô đốt nhang, ta cúng người giấy đó, cũng không biết có cầu cơ gì không, mình cũng không rành. Vậy là đây là một cái căn nhà hoang rồi anh vô anh ở tạm bợ vậy thôi. Ừ, ở này lâu lắm rồi, ở này cũng mấy năm mà. Chứ không phải là căn nhà của ảnh? Ờ, nhà nó bên Đức Huệ á. Dạ. Có nhà có cửa đàng hoàng mà về ở không có được. Ba mẹ nó qua đây, ba nó qua sửa lại cho nó ở, cho đừng dột quá. Dạ. Dột quá rồi qua phụ rồi sửa cho nó ở. Dạ. Cái nhà ta đàng hoàng chứ mà tại vì cái kiểu ông ứng bà hành nó về không có được, về nó bệnh thành ra phải buộc phải đi vậy đó. Dạ. Chú đừng có qua nhà bệnh không? Có đi hoài. Chú giáo mình qua bển được không? Qua nhà nó hả? Ở cái nhà thì không rành. Không, qua đây nè. Ở. Hay chú? Hoài. Dạ. Bây giờ đi qua. À, theo chia sẻ của chú ở hàng xóm của chú này thì cái anh này là bị người em bị mất rồi, thành thử là bị anh này bị hành ở nhà không được, và thành thử ảnh phải chọn một cái nơi hoang vắng, nhà hoang như này anh thấy ảnh ở anh sẽ không bị bệnh, còn nếu ở nhà thì bị bệnh nè. Và mấy anh em cũng đã cố gắng đợi cho anh về để mà gặp hỏi luôn về cái câu chuyện đó, nhưng mà hiện nay anh vẫn chưa về, vẫn chưa gặp được anh. Do tụi con có biết được thông tin á, bà con có chia sẻ là cái nhà này á là cái nhà mà rùng rợn mà buổi tối người ta không dám bước vào, và khi mà tới á lại thấy rất là nhiều pho tượng, không biết là cái nhà này như thế nào vậy chú ạ? Đây chú thấy cũng bình thường chứ đâu có người đâu. Dạ. Đây chú đi ra vô đây cũng bình thường chứ đâu có thấy gì đâu rùng. Còn chú ở đây là tên gì hả chú? Dế. Chú Dế hả? Ừ. À, chú Nam Đô là hàng xóm của chú Dế. Chú Dế là người mà đang thờ rất là nhiều pho tượng ở trong nhà này nè. Dạ. Đi qua không quan đi chăng ơi? Dạ. Đi vô trong thì chú. Nhưng mà mọi người nếu như đến đây mà không có chủ ở nhà vậy thì có vô thỉnh được không chú? Được chứ. Ta vô ta đốt nhang, thì nhang này có sẵn nè, cái vô ta đốt nhang cái ta thỉnh, ví dụ mình muốn thỉnh bức tượng nào mình thỉnh gì vậy, thỉnh về thờ. Vậy là tự vô tự thỉnh vậy được. Ừ. À. Thì có nó nhà thì nó hỏi nó còn có thì tự mình giấy mình thỉnh. Nó thì cũng nói bà con ai muốn thờ gì là cứ thỉnh gì ra thờ. À, cũng có nói với chú vậy á hả? Ừ. Dạ. Nhưng mà chú có biết vì sao mà chú ấy lại theo đem đó về đây thờ rất nhiều vậy không chú? Theo nó nói thì ta ví dụ như ta mấy nhà ta thờ đó, sao ta đã đổi thí dụ sờ cũ rồi ta thay cái mới đó, thì nó xin nó đem về nó để nó thờ. Trước thì chắc là chưa nhiều vậy đâu ha. Ừ. Nhiều. Hồi đó chắc nhiều lắm mà ta cũng thỉnh bớt rồi đó. Hồi đó nhiều lắm, ta cũng thỉnh bớt về ta thờ. Thì theo nó mình hỏi nó sao có nhà có cửa sao không về ở mà cứ đi nằm này, đi lang thang về rủi rồi có một mình rồi nửa đêm nửa hôm bệnh hoạn là sao. Nó là em đi ở vậy nó khỏe mà hả, về nhà ở chừng bữa trước bữa sau là bệnh, cho nên là nó phải đi vậy. À. Đó. Cái này mối cho nên không phải chám xi măng, nếu mà mối mà tự tạc như thế này cũng đâu có được đâu, cho nên là bức tượng này là hoàn toàn tự nhiên. Và anh chú có bỏ thêm những viên đá cho tạo một cái tạo một cái hòn đồng bộ nó đắp thành vô đó đó, cái kiểu vậy đó. Ôi hình như là đây là một cái bàn tay luôn hả Phong?
Nhân. Dạ đúng rồi. Một cái bàn tay Phật đúng không? Bình nước cam lộ. Dạ, nước cam lộ của mẹ. À. Vậy là chú ấy sắp đá này để cho máu sẽ tụ theo đá đặc vậy quá. Dạ. Để thành một cái khối núi luôn. Mà theo quan điểm của chú thì mình đi ra ngoài chợ mình mua một bức tượng ông Địa thần tài mới để về thờ thì nó tốt hơn hay là những cái tượng mà người ta đã bỏ đi này nó lại tốt hơn? Theo tùy theo người, theo chú thì tôi thỉnh ở đây về là chú thờ thì hay hơn. À, phải chú này không? Không phải. Về thờ. Anh thỉnh ở bên này không? Ở bên Bình Nam, ở bên. Dạ. Đó, nhà mấy người này. Cách đây khoảng chục cây số á. À như vậy căn nhà này là ai muốn vào thỉnh cũng được hết. Đúng rồi, đúng rồi. Anh qua thỉnh tượng rồi thờ hả? À, tượng nè, tượng nè, anh cứ vô sợ là vô đây bất hợp pháp. Thì ai muốn thỉnh thỉnh. Thỉnh về chứ ai biết đâu. Dạ. Sao anh biết ở đây anh? Ở nhà đi nhà lòng ăn hoài cái gì. Con muốn vào chút. Đốt con đốt cái nhà. Đây đâu anh? Ông bên tay đẹp nè anh. Có mày ha. Nhìn đẹp ha. Này bằng đá. Rồi chúc làm ăn may mắn ha. Ôi sao cái tượng này nặng lắm á. Anh xem có cái bài vị không? Anh lấy bài vị nữa cho đủ luôn. Nhà có bài vị có rồi hả? Ủa mà sao anh biết chỗ chú mà anh qua anh thỉnh? À. Nhưng mà mình làm ăn là thỉnh là may mắn, gặp may mắn nhiều không anh? Hồi đó thờ. Dạ. Đó thờ hồi đó hồi bể trong rồi cái chưa thỉnh lại. Đi dạ, chứ còn đi mua thì không qua. Đây mình muốn tỉnh mà lại đốt nhang mình xin này kia nọ, còn ra chợ đi mua thành mua tiền về, không, có vậy gì đâu. Không phải tiếc tiền nhưng mà điều có cái là mình tin tưởng cái tâm của mình, tin tin. Tức là con nghĩ vậy nè, cũ người mới ta, cái quan điểm khi mà mình đưa những ông điểm thần tài ở đây về á, thì mình giống như là mình một cái sự nói như thế nào ta, tức là người ta bỏ đi rồi mình thấy là rất là không nên cho các ông, thì mình đưa về thì mình cúng kiến này kia thì các ông sẽ phù hộ cho mình hơn. Đúng rồi. Dạ, giống như còn các ông bị bỏ lăn lóc ngoài đường hay là đâu đó cũ kỹ sức tay sức chân. Rồi giống như ôi trời ơi. Hình nhân thai nhi ha. Ờ. Sao đi ghê vậy? À, có đầu lâu kìa. Cái hang đầu lâu luôn á. Đang quay lại nha, quay lại phòng. Đây. À, có ý bùa luôn kìa. Có bùa ở trên luôn kìa. Chú biết cái này là gì không chú? Không, không phải. Đây là giống như là một bé mà tượng giống như Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. Và cũng có tiếng Phạn. Thì chắc có lẽ là một số gia đình đó, họ thỉnh tượng hay là thỉnh những cái vật phẩm này về. Và họ thấy là nó bất trắc hoặc là họ có cái không còn duyên nữa. Thì có thể là đến đây họ ta gửi lại. Đúng. Gửi lại. Chứ chẳng hạn như cái hình nhân vừa rồi á, anh Hồ lấy giùm cho em, cho cô bác anh chị. Đúng rồi, đi. Cũng có người là... Có thể là họ có thể họ đi thỉnh những cái bùa chú á. Có người hồi xưa đó thằng nó rồi nó đi gom. Ví dụ người ta ấy nó đi gom, còn giờ có người ta không cần thờ hay là không cần ấy nữa, ta đem đến đây ta gửi. Chẳng hạn như những cái bùa chú này chú nghĩ là có thể là họ thấy là không linh hoặc là nó quá linh hoặc là nó ảnh hưởng tới gia chủ đi, thì người ta có thể là mang đi gửi để gỡ bớt cái phần nào đó ha. Đúng rồi đó, phong nó đúng. Em nói đúng. Cho nên là cái đây giống như cái trạm trung chuyển về những cái tượng Phật và trung chuyển về những cái linh hồn vậy đó. Anh Phong có thấy ở trước đây còn có một cái dĩa mà đầy vé số nữa nè anh Phong. Rồi có giấy tờ gì nữa đó anh. Đây là chắc có lẽ là người ta tới người ta cầu may nè. Một hộp vé số luôn. Hộp luôn. Này có gần 100. Gần này. Nhưng mà bị sứt cái tay á. Cho nên người ta bỏ. Rồi được thỉnh ra nè. Phật ngọc nguyên khối luôn á. Đúng không? Đúng rồi, làm bằng ngọc. Này buổi tối chắc phát sáng á. Nên rất là nhiều bức tượng là ở đây. Cái mỏ đây nữa nè. À, nếu như mình nhìn không nhìn kỹ qua thì mình sẽ khó phát hiện khi anh để trên cái này nè. Ha. À, có rất là nhiều tượng lạ, như Phong nói là đây tượng mẫu à. Giờ em nhìn em mới để ý bên này thì có tượng mẹ qua trên thôi.
khúc dưới luôn, tức là phải lâu lắm mới hình thành nên cái gò mối cao như vậy, mà bức tượng nằm ở dưới chân gò mối, tức là anh chú đó là đã để bức tượng ở đó lâu lắm rồi. Chắc những cái bức tượng này là chú đưa liền con. Là những cái bức tượng mà người ta sẽ gửi ở đây nè. Ở đây là tượng Vishnu đúng không? Dạ dạ con cảm ơn chú. Tượng này tượng Vishnu đúng không nhân? Theo Hindu giáo á. Dạ. Lão á. Ôi đợi xuống đi. Ở nơi này có cả những cái ông thổ địa với kích cỡ nhỏ như thế này luôn nè mọi người. Mà chú thì che để vô xếp rất là ngăn nắp và đều ha. Và ước tính thì có thể là lên đến hàng ngàn bức tượng như thế này. Có những bức tượng rất là lạ, cũng như là những cái bức tượng như thế này. Qua cái câu chuyện ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ cũng như là em Nhân với lại em Phong cũng muốn đến đây chia sẻ với lại mọi người cũng như là cô bác quý anh chị về một người có một cái sống ở trong một cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà hoang khá là lạ. Khi ở trong cái ngôi nhà này chứa đầy đủ tất cả các bức tượng của ông thổ địa thần tài và kể cả những bức tượng mà theo sự hiểu biết của Bùi Hồ á, thì không thể nào biết hết về ý nghĩa của các bức tượng như cũng như là các hình tướng như vậy. Thì theo chia sẻ của chú hàng sớm của cái chú này thì do về một sự tâm linh nào đó mà chú phải chọn sống xa cái ngôi nhà của mình, sống trong một cái ngôi nhà hoang vắng như thế này. Nếu như mà anh này sống ở nhà thì sẽ bị một cái căn bệnh nào đó nên chú không thể nào mà chú sống ở nhà được. Tâm linh là một phần như ở những clip trước Bùi Hồ có nói là tâm linh là một phần không thể giải thích và hiện nay khoa học cũng đang tìm cách chứng minh. Thì Bùi Hồ muốn chia sẻ clip này cho cô bác quý anh chị xem cũng như là những cái điều thú vị muôn màu trong cái cuộc sống tại nước Việt Nam, mà cũng như là cái câu chuyện về chú một người sống lập dị trong một cái căn nhà khá là độc lạ, cũng trong một cái căn nhà hoang mà chứa khá là nhiều tượng kỳ lạ như thế này. Rất mong cô bác quý anh chị sẽ ủng hộ kênh Bùi Hồ ở những hành trình tiếp theo. Kết thúc cái đoạn clip này thì Bùi Hồ sẽ quay lại cho cô bác quý anh chị xem về toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà chứa đầy tất cả các bức tượng thổ địa, ông thần tài cũng như là các bức tượng Phật à. Và trong cái căn nhà của chú á, thì cái khuôn viên mà lớn nhất thì chú sẽ dành để chất đầy đủ các bức tượng như thế này để cho người dân để thỉnh về để cầu mong sự may mắn nào đó. Chỉ một phần nhỏ là chú dành để cho tối mình về mình ngủ lưng ở đây thôi.